Những người sinh năm 1995 hợp với hướng nào? Nam mệnh: hướng Tây Bắc, diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Đông Bắc: sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Tây: thiên y, gặp thiên thời được che chở. Hướng Tây Nam: phục vị, được sự giúp đỡ. Nữ mệnh: hướng Bắc: phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng Đông: thiên y, gặp thiên thời được che chở. Hướng Nam: diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Đông Nam: sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Những người sinh năm 1995 hợp với màu gì? Màu tương sinh của tuổi Ất Hợi là màu xanh vì đây là màu tượng trưng cho hành mộc mà mộc sinh hỏa. Màu bản mệnh của mệnh hỏa là màu đỏ, hồng hoặc tím, vì vậy khi chọn đồ đạc hay quần áo thì bạn nên chọn những tuổi này nhé. Màu tương khắc của tuổi Ất Hợi là màu đen, xanh nước vì đây là những màu tượng trưng cho hành thủy, mà theo ngũ hành thì thủy khắc hỏa. Những người sinh năm 1995 hợp với tuổi nào? Nam mệnh: trong làm ăn, Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi. Lựa chọn vợ chồng: Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tuất. Nếu bạn kết hôn với người tuổi Đinh Sửu và Canh Thìn thì mọi khía cạnh trong cuộc sống đều tốt đẹp, còn với tuổi Quý Mùi và Giáp Tuất sẽ tốt cho đường tài lộc và công danh. Tuổi Kỵ: Mậu Dần, Giáp Thân, Canh Dần, Nhâm Thân. Nữ mệnh: trong làm ăn, Canh Thìn, Đinh Sửu và Quý Mùi. Lựa chọn vợ chồng: Canh Thìn, Đinh Sửu, Quý Mùi và Giáp Tuất. Tuổi Kỵ: Giáp Thân, Mậu Dần, Canh Dần và Nhâm Thân.